giải trí là nơi tuyệt vời để vui chơi và để lại những kỷ niệm khó quên bên bạn bè và người thân. Những công viên giải trí này có thể để lại nhiều ấn tượng khác nhau trong tâm trí bạn, cho dù bạn đang tìm kiếm một cái gì đó hơi đen tối với người khác giới, hay đơn giản là tìm kiếm những niềm vui trong sáng tại một khu vui chơi không dành cho trẻ em. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với 5 công viên giải trí trẻ em không được phép tham quan. Thứ 5, Jeju Lapland. Những công viên giải trí ở châu Á dường như rất khác so với phần còn lại của thế giới. Jeju Lapland là một công viên điêu khắc ở Hàn Quốc, nơi du khách có thể khám phá một khu vườn nghệ thuật khiêu dâm bao gồm nhiều chất liệu và phong cách khác nhau. Mặc dù phần lớn là nghệ thuật truyền thống, bao gồm miêu tả về bộ phận sinh dục hoặc các hành vi tình dục, một số đó còn có tính tương tác, bao gồm cả chu kỳ thủ dâm và các cuộc triển lãm tương tác mô phỏng tình dục. Công viên mở cửa vào năm 2004, bạn có thể khám phá hết công viên trong vòng 1 giờ. Hầu hết các mẫu vật được tạo ra bởi các sinh viên đại học trong năm 2002. Đối với các cặp vợ chồng có con đi cùng, sẽ có một khu vực chơi riêng biệt, nơi trẻ em có thể chờ cha mẹ ở đó. Sau đó, cha mẹ chỉ cần gửi chúng tại đây, rồi có thể tự do đi nhà nghỉ với nhau. 4. Big Zest Las Vegas. Không phải mọi thứ dành cho người lớn đều quyến rũ hoặc mê hoặc. Big Zest in Las Vegas là một công viên giải trí cho người lớn. Nó tương tự như các trò chơi mô hình, nhưng với kích thước thật, nơi người lớn có thể chơi với những chiếc xe tải đồ chơi giống như họ từng chơi khi còn nhỏ. Nhưng đây là phiên bản thật. Mọi người có thể ghé thăm Big Zest và chơi với rất nhiều máy ủi, xúc đất khổng lồ, bao gồm máy ủi, máy xúc mini và máy xúc lốc cao su. Sau khi trải qua bài kiểm tra độ tỉnh táo và khóa học huấn luyện sử dụng máy xúc, bạn có thể làm tất cả những gì bạn thường làm với các loại máy móc này, chẳng hạn như đào mương, đắp núi. Cũng có hoạt động vui chơi khác như bập bênh và bóng rổ. Với khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình, Big Zest chính là nơi các bạn có thể làm những gì các bạn muốn với các thiết bị xây dựng khổng lồ, và bạn còn có thể chơi bắn súng nữa. 3. Lasit Duvin, hay còn được gọi là thành phố rượu. Nó là một viện bảo tàng theo chủ đề rượu vang ở Pháp. Dù không phải đi lại nhiều trong thành phố rượu này, bạn có thể vẫn sẽ tìm thấy rất nhiều loại rượu vang và thông tin về chúng. Thành phố của rượu vang cung cấp dịch vụ nếm rượu, chương trình tham quan nghệ thuật, hội thảo và các lớp học bên trong một tòa nhà khổng lồ. Hiện đại và xinh đẹp, nhìn ra vùng Bordeaux của Pháp, bạn sẽ có được tất cả những điều đó chỉ với 20 euro hoặc 21 USD. Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả các tour du lịch và triển lãm ở đây, sẽ có một số quán bar và nhà hàng nơi bạn có thể uống nhiều hơn nữa và ăn các món ăn Pháp ngon miệng. Nó có thể là một việc đổi gió bạn có thể làm khi không đi cùng trẻ em trong kỳ nghỉ mát của mình, và có lẽ thậm chí là đẳng cấp hơn hầu hết những điều bạn có thể làm ở nước Pháp. 2. Biet Mallorca là khu nghỉ dưỡng và công viên nước dành cho người lớn ở Tây Ban Nha, cung cấp các chương trình biểu diễn, đồ ăn, thức uống, câu lạc bộ bãi biển và có lẽ là kỳ nghỉ dưỡng vào mùa xuân tại châu Âu còn nguyên mẫu. Biet Mallorca giống như một công viên nước của thuốc lắc. Biet Mallorca chính là công viên nước dành cho người lớn đầu tiên trên thế giới với 9 máng trượt nước khổng lồ, nơi du khách có thể đạt tốc độ lên đến 60 km/h với 2 bể sục khổng lồ và hồ bơi tạo sóng. Nằm trên hòn đảo Mallorca của Tây Ban Nha, tọa lạc trên Địa Trung Hải, Biet Mallorca đơn giản là tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra về một kỳ nghỉ dưỡng cho sinh viên đại học, với các chương trình trực tiếp, các bữa tiệc hàng ngày, với phong cách nghệ thuật đa sắc màu, cộng với ánh đèn neon, bạn có thể thoải mái hòa mình theo dòng nhạc. Số 1. Erotic Kaland. Những người sáng tạo ra Erotic Kaland gọi nó là Displayland tình dục. Erotic Kaland sẽ mở cửa ở Brazil vào năm 2018 và nó là một công viên giải trí tình dục với những chiếc xe đồ chơi, bể bơi khỏa thân và thuốc kích dục. Dù nó có hấp dẫn như thế nào đi nữa, nó không đồng nghĩa với việc bạn có thể tùy tiện quan hệ tình dục ở trong công viên này. Công viên này chỉ đơn giản là nơi giúp bạn có thể luôn sẵn sàng nổi hứng thôi. Còn với bất kỳ hoạt động tình dục thực tế nào cũng phải diễn ra tại những khách sạn gần đó đang được xây dựng dở. Và công viên không phải là khu vực được phép quan hệ tình dục. Trong khi một số người Brazil tin rằng tình trạng mại dâm sẽ xuất hiện tại đây, thì người tạo ra công viên này tin rằng nó sẽ tạo ra công ăn việc làm cho thành phố và giáo dục du khách và người dân về tình dục an toàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!